Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Ngày hôm nay đã là ngày 18 tháng 10, có nghĩa là còn hơn 2 tháng nữa thôi là anh em mình sẽ bye bye cái năm 2021. Nói chung là không được vui vẻ cho lắm. Mặc dù bên cạnh cái dịch Covid nó vả anh em mình sấp mặt thì có thể nói là một năm khá là sôi động trong ngành nước hoa, bởi vì là các nhà nước hoa ra mắt khá nhiều những sản phẩm mới, khá nhiều những phiên bản flanker mới. Và mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc năm 2021, nhưng trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ vẫn tạm thời đánh giá những cái sản phẩm mới ra của các nhà nước hoa trong năm nay. Đó, ví dụ như của Dior, của YSL, của Paco Rabanne, thì mình sẽ có một cái đánh giá nhanh, sơ bộ dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình. Đó là những cái mô hướng đấy có thành công hay không. Đó. Và nếu như các bạn có lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp nhau được nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, anh em hãy ngồi thư giãn và xem video này của mình nhé. Ok, lên đường. Ok các anh em, bởi vì những chai nước hoa mới mình đa phần chỉ có mẫu chiết thôi, chứ mình không có chai full, cho nên để nhanh gọn thì mình sẽ để hình ảnh minh họa ở đây cho các anh em dễ ngắm. Và mình nó cầm nước hoa chiết thì nó không được sang cho lắm, nó thật là như thế. Thôi mình để ảnh ở đây để các anh em ngắm nó còn thích hơn. Đấy. Và cái thứ hai thì mình muốn khoe với các anh em một chút. Cái này là mấy hôm trước mình có được gặp ông em chủ kênh của Try Life Grooming, cái sáp tóc có mùi hương của nước hoa nhá. Mình thấy khá thú vị bởi vì là mình có nói chuyện với ông em đấy và có nói là đợt này những nhà nước hoa ví dụ như MFK hoặc Frederic Moore họ cũng đã có những cái kiểu mist xịt mùi hương ấy, thì ông em đấy cũng nói rằng hiện nay là có những cái sản phẩm homemade sử dụng mùi hương nước hoa rất hay. Ví dụ như cái này này, cái này nó sự kết hợp giữa gỗ và vani rất là thú vị. Nói thật là cái mùi này không khác gì cái mùi của By the Fireplace của nhà rap của Mason Margiela đó. Và mình có hẹn với ông em này một ngày tới đây, gần đây thì là anh em đó sẽ có một cái video nói về những cái sáp mùi hương nước hoa này. Mình nghĩ rằng đây cũng là một cái chủ đề khá là thú vị, anh em đón xem. Mà cả Kiên nữa, hẹn với nó mấy lần rồi mà chưa có dịp qua xăm cái studio mới của Cu Kiên. Thì nói chung là hẹn rất là nhiều các anh em nhưng mà chưa có thời gian. Đó, thì đấy là cái chuyện của tương lai. Còn bây giờ anh em mình hãy quay trở lại với chủ đề chính của video hôm nay. Chúng ta hãy cùng có một cái đánh giá sơ bộ và nhanh những cái sản phẩm mới của các nhà nước hoa trong năm 2021 này. Ok. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nói về nhà Dior. Có thể nói rằng cái năm vừa rồi nhà Dior đã có một cái sản phẩm mới mình đánh giá rất là cao, đó là Dior Sauvage Elixir. Mặc dù nó có cái tên vẫn là Dior Sauvage và có thể rằng chúng ta sẽ vẫn mường tượng rằng mùi hương của nó có những cái nét của Dior Sauvage đời đầu. Thế nhưng ở phiên bản này nó là một cái cú thay đổi khá nhiều về mùi hương, và với cái tông mùi một dạng kiểu spicy đó, cay nồng, và nó cảm giác rằng mình đánh giá nó rất là cao, cộng thêm với một hiệu năng mùi rất là tốt nữa, thì mình nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm mình đánh giá rất là thành công của nhà Dior trong năm nay. Thay vì những cái phiên bản cũ ví dụ như là Dior Sauvage EDP hoặc là phiên bản Perfume, nó không có một cái gì đó là mới mẻ. Đó, nó giống như kiểu một dạng business kiếm tiền đấy, kiểu như thế. Thế nhưng với Dior EDC thì là một câu chuyện khác. Mình đánh giá rất là cao. Mặc dù hiện tại thì cái giá để sở hữu sản phẩm này nói chung là cũng không được dễ chịu cho lắm. Thế nhưng với một cái mùi hương cộng thêm một hiệu năng mùi rất là tốt thì mình nghĩ rằng các anh em tưởng là đắt nhưng lại không hề là đắt khi mà sở hữu sản phẩm của nhà Dior. Do vậy mình đánh giá rất cao sản phẩm mới của nhà nước hoa này. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Nhà nước hoa thứ hai đó là Hermès. Năm vừa rồi thì họ có ra mắt chai nước hoa H24 đó. Chai nước hoa này được đánh giá là sau 15 năm, mình nhớ là không nhầm 15 năm sau khi Charles Hermès ra đời thì đến tận năm nay họ mới ra mắt H24 với cái mùi hương có thể gọi rằng là, bởi vì nó được pha chế bởi một perfumer nữ cho nên cái tông mùi, cái style mùi nó rất là nhẹ nhàng. Đó, với mình thì như mình đã trong một cái video review riêng, cảm nhận của mình về mùi hương chai nước hoa này nó giống như kiểu là một cái mùi hương thơm của nước xả. Sau khi chúng ta giặt giũ quần áo, chúng ta là lên thì cái mùi hương thơm đấy nó bốc lên. Thì đối với mình mùi H24 nó cũng giống như thế. Có thể các anh em sẽ nghĩ rằng mùi hương này nếu mà thế thì có cái gì đâu mà thú vị hả anh. Thì mình nói thật
mũ gương này mình cũng đánh giá rất là tốt. Đôi khi chúng ta không cần nhất thiết phải một cái mũ gương nó quá là phải đặc sắc, nó một cái gì đấy nó phải khác biệt với phần còn lại thì chúng ta mới được nhận những cái lời khen của mọi người. Mình nghĩ không cần phải như thế. Bất kỳ một anh em nào nếu như chúng ta có một cái phong cách sơ mi quần Âu đó, một dạng kiểu như rất là lịch sự, X-Men chẳng hạn đó, thì chúng ta sử dụng H24 rất là ok đó. Và mình cũng ghi nhận rằng năm nay sản phẩm H24 là mùi ngon đó. Tiếp theo nữa đó là Jean Paul Gaultier Scandal phiên bản nam. Ở nhà Jean Paul Gaultier này thường có một cái xu hướng làm mùi unisex, bất kể là chai nước hoa đấy là dành cho nam, thế nhưng cái phong cách mùi của họ luôn luôn có một cái thiên hướng unisex, và phiên bản Scandal nam cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà chai nước hoa này ngoại trừ cái hiệu năng mùi của nó là rất là khủng khiếp, còn lại về phong cách mùi, về một cái gì đấy nó không quá đặc biệt đó. Chúng ta có thể gặp nhan nhản, chúng ta có thể gặp rất rất nhiều những sản phẩm khác đang được bán trên thị trường, hay thậm chí là những cái sản phẩm cũ của họ, ví dụ như Le Mé, Le Parfum, Le Mé chẳng hạn đó. Có nghĩa là mình thấy rằng ít nhiều khi mà xịt thì chúng ta sẽ vẫn cảm giác đâu đây một cái nét gì đấy của những cái sản phẩm cũ của họ. Do vậy mình không đánh giá quá cao chai nước hoa Scandal này. Không nhất thiết chúng ta cần phải sở hữu mùi hương của chai nước hoa này. Đấy là cái đánh giá của mình về sản phẩm mới của nhà Jean Paul Gaultier đó. Chai nước hoa tiếp theo nữa đó là Park Urban Phantom. Thực tế thì nhà nước hoa này từ trước đến giờ mình chỉ đánh giá cao nhất đó là chai nước hoa Park Urban Black Excess. Đây là một chai nước hoa có thể gọi mình đánh giá rất là tốt của nhà nước hoa này. Còn lại ví dụ như là One Million Privé đó, hoặc là một loạt những cái sản phẩm khác của nhà này thì cá nhân mình thôi thì mình không đánh giá là quá cao, chứ nó không phải là mùi chán, thế nhưng nó không phải là quá cao. Còn với Paco Rabanne Phantom, ngoài trừ cái hình nói chung là có một cái kiểu dáng khá là độc đáo, khá là thu hút, thì mùi hương chai nước hoa này rất rất là bình thường. Của nó là một cái sự pha trộn giữa tông ngọt của vani và một chút của ngoại hương. Nói chung là không có một cái gì thú vị, không có một cái gì đặc biệt. Và cái thứ hai thì đa phần sẽ có những cái phản ánh đánh giá rằng nó có một cái nét giống với Jean Paul Gaultier Scandal bản nam. Thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này ngoài trừ cái ngoại hình robot gì đấy, có gì thậm chí là mình nghe nói đâu đây là có thể sử dụng được Bluetooth điện thoại hoặc là một cái gì đấy app trên điện thoại để có thể kết nối, nhưng mà cái đấy nó bỏ qua về công nghệ. Còn mùi hương không có một cái gì mới mẻ ở sản phẩm mới này, do vậy mình cũng không quá là hào hứng khi mà thẩm mùi của chai nước hoa Phantom đó. Của chai nước hoa nào đấy nhỉ? Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Cái dòng Light Blue này mình đánh giá rất là cao mùi hương sử dụng cho mùa hè. Thế nhưng có một cái rất là, nói chung là với những ai mà cảm thấy bị quá là dị ứng với nốt hương nước biển thì chúng ta sẽ cảm thấy tanh khi mà ngửi ví dụ như các bản Light Blue All Intense đó. Mặc dù đấy, cái chai đấy là nó đã giảm cái độ tanh của hương nước biển gì rất là nhiều rồi, thế nhưng mình vẫn nghe những cái lời phàn nàn, những lời kêu ca oán thán về cái tanh mùi của chai Light Blue All Intense. Và ở trên trong cái phiên bản Light Blue Forever thì chai nước hoa này đã sử dụng một những cái nốt hương khác, mùi hương nó dễ chịu hơn đó, mùi hương nó dễ ngửi hơn, và mình đánh giá nó cao hơn so với phiên bản Light Blue All Intense đó. Ít nhất là về mặt số đông thì chúng ta sẽ cảm thấy không bị khó chịu khi mà ngửi một cái mùi hương như thế. Do vậy mình đánh giá rằng đây cũng là một cái thành công của nhà Dolce & Gabbana với phiên bản Light Blue Forever đó. Không biết là mình còn sót chai nước hoa nào hay không nhỉ? Hermès, Dior, Dolce & Gabbana. Mình nghĩ rằng
mình đã list hết những cái sản phẩm mới của các nhà nước hoa ra mắt trong năm nay. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ nhanh đến các anh em những cái đánh giá nhanh và sơ bộ của mình về những cái sản phẩm mới của những nhà nước hoa mới ra mắt trong năm 2021. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.